Ông xã em đang làm công việc gì? Dạ hiện tại thì ông xã của em đang thất nghiệp à. Ồ, dạ. Tại vì trong thời gian dịch vừa rồi á, thì trước đây thì ông xã em làm tài xế, nhưng mà trong thời gian dịch vừa rồi em bận đi chống dịch, rồi con thì cũng xa nhà nữa, rồi ở nhà thì bố mẹ của em thì cũng lớn tuổi, chồng em phải ở nhà để mà lo việc gia đình à. Bản thân em là kinh tế chính của gia đình em mà. Em ước là chồng em có thể sẽ mở được cái quán nho nhỏ gì đó để mà ổn định kinh tế lại gia đình à. Thì mở quán bán gì em? Dạ bán xúc xích Đức ạ. Xúc xích hả? Ước mơ đơn giản vậy hả? Dạ. Và đây sẽ là món quà của điều dưỡng Bảo Yến. 40 Nhắm mắt lại ước đi. Đâu được ước thấy hả? 40 triệu đồng. Ê ơi. Chúc mừng cô điều dưỡng 40 triệu. Món quà này là món quà đầu tiên. Và món quà thứ hai nữa. Nhắm mắt lại nữa đi. Quán của em sẽ trở thành hiện thực. Và sẽ có người tiếp sức với em nữa. Thưa quý vị, như lời hứa với chị Yến thì ngày hôm nay Quỳ Linh cùng với Hoa Sen Home sẽ gửi tặng chị một chiếc xe để có thể kinh doanh xúc xích như cái ước mơ của chị trong chương trình Hát Cho Ngày Mai. Ngày hôm nay tại Bình Tân, Bình Tân, đây là Bình Tân nha quý vị nha. Chúng tôi sẽ tặng cái xe này cho chị Yến để xem cảm xúc của chị thế nào. Chị Yến ơi, rồi mời đây. Ước mơ của chị là cái xe này đúng không? Dạ. Xe đẹp không? Dạ quá đẹp luôn anh ơi. Dạ tuyệt vời. Hoa Sen Home Hát Cho Ngày Mai. Dạ. Dạ em cảm ơn chương trình, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Rồi chúc cho chị với gia đình đó là sẽ mua may bán đắt nè. Dạ. Sẽ thành công hơn nhiều hơn nữa. Dạ. Sao từ lúc mà tham gia Hát Cho Ngày Mai giờ thấy sao rồi? Sau chương trình á là em rất vui là em có được một cái duyên, em kết nối được với tất cả các anh chị trong chương trình và tất cả các anh chị là bác sĩ, điều dưỡng và tình nguyện viên ở nhiều đơn vị khác nhau. Bây giờ thì tụi em cũng có thêm một cái group bạn bè mới nữa sau Hát Cho Ngày Mai. Hôm nay cảm xúc của Yến thế nào khi nhận được chiếc xe này? Không biết nói gì hơn là bữa giờ là vợ chồng em rất là mong muốn là có được một cái xe để mà mình làm lại cái kinh tế gia đình sau cái dịch á. Thì bữa giờ thì tụi em cũng đã chuẩn bị từ từ rồi và mong chờ từng ngày để có một chiếc xe thì nó sẽ hỗ trợ cho tụi em buôn bán hàng nó tốt hơn ạ. Cái lúc mà Quỳ Linh hứa trên sân khấu Hát Cho Ngày Mai á, Yến có tin rằng Yến sẽ có chiếc xe đẹp như vậy không? Dạ có, em tin. Với em, anh là một MC mà vừa tài năng vừa bản lĩnh mà rất là nhiều tình yêu thương dành cho mọi người. Giống như trong đợt dịch vừa rồi em thấy anh cũng đi làm từ thiện ở nhiều nơi, đi giúp đỡ mọi người, cho nên những gì anh nói em đều tin hết. Rồi cảm ơn cái niềm tin của em. Hôm nay thì tại Hoa Sen Group sẽ gửi cho em một cái xe này. Dạ xin chân thành cảm ơn anh Quyền Linh, cảm ơn Hoa Sen Home và ekip chương trình rất là nhiều và vì đã trao tặng cho vợ chồng em có được một chiếc xe có thể là xây dựng lại kinh tế gia đình ạ. Không chỉ có Hát Cho Ngày Mai mà bây giờ bán cho ngày mốt luôn. Dạ được rồi. Dạ. Rồi chúng ta thành công nha. Dạ cảm ơn anh. Ok giờ thôi mình dọn dẹp thôi. Dạ. Nướng sao? Dạ đây là xúc xích. Này là xúc xích nhỏ. Bên kia có xúc xích lớn nữa. Dạ. Để lấy cái dĩa nè. Đây là lớn lớn luôn rồi. Này chiêu đãi mọi người ăn xúc xích Đức nha, của nhà em nha. Em cũng có xem các cái chương trình có anh Linh tham gia nấu ăn ở trên TV. Dạ. Anh nấu ăn được lắm á. Dạ. Lúc được lúc không. Dạ. Nó lửa lên rồi. Ok rồi. Lấy cái dĩa mình ơi. Rồi mày vô nha bà con nha. Dạ. Ai mua xúc xích ủng hộ chị Yến nha. Dạ em cảm ơn cả nhà. Rồi mua mai bán đắt đây. Dạ. Rồi cái này lai là ngon rồi. Dạ. Mời tất cả anh em Hát Cho Ngày Mai vô. Thơm quá. Dạ. Xin mời mọi người. Mời mọi người ủng hộ
với thí sinh trong chương trình Hát Cho Ngày Mai xúc xích. À, ăn xúc xích nha. Bảo quý vị thấy không, tham gia chương trình Hát Cho Ngày Mai có chương trình bán xúc xích cho ngày mốt luôn. Thôi, hãy tham gia với chúng tôi để cảm nhận những cái cảm xúc của những người tuyến đầu và hỗ trợ họ, giúp đỡ họ để có thể họ vươn tới một tương lai tươi sáng. Trong những cái đỉnh dịch như thế mà họ còn dám xông pha ngoài gọi là chiến trận thì đừng nói chi là trong ngày bình thường mới nữa quý vị nha. Hãy cố gắng lên nào, hỗ trợ họ để có thể giúp cho họ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị. Hôm nay được anh Quyền Linh và chương trình đến trao cho vợ chồng Yến chiếc xe bán hàng xúc xích. Thật sự là Yến rất là xúc động và rất là cảm ơn chương trình Hát Cho Ngày Mai, tập đoàn Hoa Sen Home và anh Quyền Linh rất là nhiều. Không biết nói gì hơn, hai vợ chồng Yến sẽ cố gắng để mà lau chùi chiếc xe này mỗi ngày để mà mình có một cái nơi mình bán hàng để thật là ngon, mang đến các cái xúc xích ngon đến cho mọi người. Mấy hôm khi mà hai vợ chồng Yến bắt đầu thiết kế cái quán á, thì cũng chỉ là ở vỉa hè phía trước thôi, cũng để bày ghế này kia thôi, thì vật dụng thiếu thốn rất là nhiều, thì mọi người đi ngang qua cũng chưa biết là mình bán cái gì. Thì hôm nay nhận được cái chiếc xe bán xúc xích như thế này thì Yến rất là vui, tại vì nhìn chiếc xe rất là hoành tráng, rất là màu sắc, thì khi mọi người đi ngang qua sẽ chú ý nhiều. Yến hy vọng là đây sẽ là cái dịp để mà Yến có thể đẩy mạnh phát triển công việc bán xúc xích của hai vợ chồng. Cảm nhận của Yến sau khi tham gia chương trình Hát Cho Ngày Mai đó là Yến nghĩ đây là một cái duyên đưa Yến đến với chương trình Hát Cho Ngày Mai, được gặp gỡ các y bác sĩ, các tình nguyện viên ở nhiều đơn vị khác nhau, được gặp gỡ các nhân vật nổi tiếng, và mình có thể biết thêm về một cái chương trình ý nghĩa mang đến cho mọi người. Các khán giả ở nhà khi mà xem chương trình thì cũng có rất là nhiều cảm xúc và hiểu hơn cho những người ở tuyến đầu chống dịch như là các thành viên trong chương trình Hát Cho Ngày Mai. Cảm xúc của mình là rất là vui khi thấy anh Huyền Linh tới trao cho tặng cho mình cái xe bán hàng mà không ngờ nó to và đẹp đến như thế. Thật là cảm ơn chương trình Hát Cho Ngày Mai và cảm ơn MC Huyền Linh đã hỗ trợ cho mình chiếc xe đẹp và to và đẹp đến như thế. Lúc đầu mình chỉ tính bán ở ngoài lề đường, mà nhờ chương trình mình hỗ trợ một ít vốn và có xe nên mình tự tin là mình thuê cái mặt bằng nhỏ nhỏ để buôn bán cho nó gọi là cố định, để khỏi mưa nắng, khỏi phải chạy tới chạy lui, có chỗ cho khách hàng biết đến. Khi mà biết vợ tham gia chương trình Hát Cho Ngày Mai, mình không biết đó là một cái chương trình gì hết. Đến khi sau mình tìm hiểu thì mới biết chương trình tri ân cho những y bác sĩ, những tình nguyện viên trong tuyến đầu tham gia chống dịch, mang tính chất mà tri ân. Từ đó mình mới biết được công việc của những y bác sĩ khác mà trừ vợ mình, họ cũng có những cái khó khăn, vẫn cố gắng nhưng mà họ không từ bỏ để họ tiếp tục chiến đấu phòng chống dịch bệnh cho xã hội có thể hoạt động bình thường. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình.